đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, chúng ta đang bước đến những ngày cuối cùng của năm cũ 2022. Sau khi cúng ông công ông táo, không khí Tết cũng đang đến rất gần. Tuy nhiên, nhiều gia chủ băn khoăn không biết vận hạn của mình đã qua hay chưa và thời điểm này có thể khởi vận hay không. Xem là số tử vi có những con giáp may mắn chỉ sau 2-3 tháng chạp âm lịch, xoay chuyển tài lộc, biến hung thành cát, vận trình thành công, làm ăn khởi phát, tiền tài, danh vọng gia tăng không ngừng, khiến nhiều người ghen tị. Để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay trong video hôm nay. Thứ nhất là tuổi Tỵ. Năm 2023 vốn là một năm thăng hoa của người tuổi Tỵ và họ sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầng cao mới. Người tuổi Tỵ vốn là những người tài giỏi, thông minh, họ vốn tự lập và cũng là người hiểu chuyện, biết thông cảm và luôn giàu tình cảm, nên xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố. Thời gian trước đây, tuổi Tỵ cũng giống như những con giáp khác, cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, nhưng họ vẫn kiên cường và lạc quan trong mọi hoàn cảnh để tiến về phía trước. Năm 2022 không quá may mắn, suôn sẻ, nhưng tuổi Tỵ vẫn luôn vững tâm, biết án binh bất động đúng lúc, biết phát huy tiềm năng đúng chỗ. Nhờ vậy mà năm 2023 sắp tới sẽ gặt hái được quả ngọt. Từ sau 2-3 tháng chạp này, sự nghiệp tuổi Tỵ đang có bước thay đổi bất ngờ. Đây là cơ hội tốt để tuổi Tỵ nắm bắt và phát huy. Nếu may mắn thì con đường công danh trong năm 2023 sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Trong vòng 2-3 năm tới, tuổi Tỵ sẽ tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc, viên mãn không ngờ. Thứ hai là tuổi Thìn. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn mang số mệnh phú quý vượt trội. Họ sinh ra đã mang số mệnh của rồng, cả đời mưu cầu quyền lực và sự giàu có. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Thìn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở. Thậm chí trước khi gặt hái được thành công vang dội, họ cũng đã nếm trải đủ mọi đắng cay và ngọt bùi. Trong cuộc sống, tuổi Thìn luôn kiên định với sự lựa chọn của bản thân và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thăng hoa. Cung quan lộc của người tuổi Thìn trong suốt giai đoạn sau 30 tuổi có nhiều biến cố, nhưng nếu vượt qua được thì xác định sẽ là viên mãn vượt trội. Năm 2022, tuổi Thìn cũng đã đối mặt với sự biến động của cuộc sống, nhưng nhờ có bản lĩnh hơn người mà họ đã từng bước vượt qua ngoạn mục. Sau ngày 23 tháng chạp này, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, họ được trời ban nhiều phước lành, những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện. Vào tháng cuối năm Nhâm Dần 2022, mọi thứ bất ngờ hanh thông. Bước qua năm Nhâm Dần 2022, sắp tới tuổi Thìn được thần tài chiếu cố nồng hậu, giúp những con đường tài vận thăng tiến. Đặc biệt, gia đạo tuổi Thìn trong năm nay sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Người nhà an yên và tìm được nhiều cơ hội tốt, gia đạo gặp được nhiều may mắn. Thứ ba là tuổi Tý. Người tuổi Tý vốn chăm chỉ, siêng năng và thông minh hơn người. Họ là những người không gặp nhiều may mắn vào giai đoạn tiền vận, nhưng có thể được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. Người tuổi Tý lấy sự nỗ lực làm lời, họ tin rằng nếu vững tâm thì sớm muộn gì cũng được đền đáp xứng đáng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tý sẽ thành công sanh toại. Sự nỗ lực và cố gắng không ngừng đã giúp họ gặt hái được quả ngọt. Trong năm 2022 vừa qua, cuộc sống của tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ. Họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là sự nghiệp và tài vận cũng ở trên bờ vực. Thế nhưng với bản lĩnh hơn người, tuổi Tý luôn tìm cách giải quyết thay vì bỏ cuộc. Nhờ tính cách này mà mọi thứ đều sớm vượt qua, cuộc sống của họ cũng ngày một khởi sắc hơn. Bước qua năm 2023 này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Sau lễ cùng ông công ông táo 2-3 tháng chạp, tuổi Tý sẽ cảm nhận được may mắn đang lội ngược dòng. Ngỡ rằng mọi thứ sậm chân tại chỗ thì vào đầu năm Quý Mão sắp tới, tình tiền đều hanh thông. Đặc biệt qua năm mới này, tuổi Tý nếu dồn hết sức lực để đầu tư kinh doanh thì chuyện giàu có không thể là tránh khỏi. Cộng thêm việc họ được thần tài chiếu cố thì không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời, xây dựng cuộc sống thăng hoa, thịnh vượng vào những năm về sau. Quý vị thân mến, số trời đã định, xin chúc mừng những con giáp trên từ sau ngày 23 tháng chạp trở đi sẽ vô cùng may mắn. Nếu biết tận dụng cơ hội hiếm có này sẽ phát tài trong năm mới 2023. Tuy nhiên bên cạnh những con giáp may mắn, các thầy phong thủy tử vi cũng cảnh báo những con giáp xui xẻo trong những ngày tháng cuối năm, đặc biệt sau 2-3 tháng chạp, nếu không cẩn thận đen đủi ám vận cả năm mới. Để biết mình có thuộc những con giáp này hay không, để hóa giải kịp thời, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tuổi Dần. Những ngày tháng âm lịch cuối năm 2022 này không phải là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Dần. Trên phương diện sự nghiệp, bạn càng nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình bao nhiêu thì càng dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết bấy nhiêu.
Tốt nhất bạn cần xác định rõ hoàn cảnh trước mắt để đưa ra những kế hoạch phấn đấu phù hợp. Đồng thời bạn cũng cần thận trọng hơn trong mọi việc nếu không muốn vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Tình hình tài chính của con sắp này cũng không được triển vọng, các khoản thu của bạn vẫn chưa có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, bản thân mình còn chi tiêu quá nhiều cho việc phô trương bản thân để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu cứ mua sắm tốn kém như vậy, bạn sẽ rơi vào cảnh trái túi, phải vay mượn người khác. Đáng buồn hơn nữa là chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo cuối năm 2022 này cũng có dấu hiệu phai nhạt. Bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc cá nhân của mình mà quên mất việc chăm sóc những người thân yêu. Hai là tuổi Hợi. Khoảng thời gian cuối năm 2022 này, vận trình của người tuổi Hợi tiềm ẩn nhiều điều hung hiểm. Bạn phải đối diện với sự cạnh tranh, đấu đá của đồng nghiệp khiến công việc trở nên trì trệ, khó đạt được năng suất và chất lượng như ý muốn. Chính những điều này tác động xấu đến bạn, khiến bạn trở nên căng thẳng, áp lực thường xuyên. Tuy nhiên, dù có trở ngại đến mấy, bạn cũng không nên nản chí. Cứ nỗ lực rồi bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tài vận của bản mệnh khó mà khởi sắc bởi việc chi tiêu quá số tiền mà bạn làm ra. Bản mệnh cần thắt chặt việc mua bán, sắm sửa, giảm bớt những món đồ không thực sự cần thiết. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định làm ăn lớn, kẻo lại bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản vì cả tin. Trong chuyện tình cảm, người đã lập gia đình nên dành thời gian trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng. Bạn có biết rằng, sự yên lặng sẽ khiến đôi bên càng khúc mắc nhiều hơn, cuối cùng là rạn nứt tình cảm hay không? 3. Tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn rất thông minh, tài giỏi và độc lập. Họ không thích sống dựa dẫm vào người khác, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Trong số 12 con giáp, tuổi Mão có khả năng kiếm tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Họ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh bế tắc và luôn biết chừa đường lui trong mọi tình huống. Tử vi học có nói rằng, những ngày âm lịch cuối năm, đặc biệt sau 23 tháng chạp, tuổi Mão nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế nghe lời chèo kéo của người khác. Bản mệnh cần hiểu rằng ai mới là người quan trọng với mình, còn những mối quan hệ bình thường khác thì không cần quan tâm hay can thiệp quá sâu vào chuyện của họ. Ngoài ra, thời gian này tuổi Mão cũng cần chú ý đến chuyện tiền bạc, cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư kẻo bị kẻ khác lợi dụng, tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, trước đây là lá số tử vi của một số con giáp sướng khổ sau 23 tháng chạp. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ mang tính tham khảo, gia chủ có thể cẩn trọng điều chỉnh hành vi của mình nhưng cũng không nên quá phụ thuộc vào nó. Bởi chỉ có bản thân sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn mới gặt hái được thành quả. Quý vị thân mến, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video của chúng tôi sẽ giải đáp trong chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tổ vi bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.